lúc này ê ẩm quá, không có sự kiện gì nhiều để mà xử hết trơn á trời á. Thôi bữa nay bị cáo đến công đường mà sự vụ này thì mình xử. Chà, nghe cái tên cô này từ lâu nhưng mà chưa có diện kiến. Để coi mình sửa lại cái bộ áo dài cho nó đẹp lại cho coi. Dạ bẩm qua có cô hết lên. Mời cô ta vào. Này chị Hến, hôm nay có người trình hầu nói là cô thông đồng với cái thằng ăn trộm nhà của lão Trùm Sò, có đúng như vậy không? Này thị Hến, trước mặt quan phải khai sự thật. Khai đi, ta sẽ che chở cho em. Yeah.
được chưa? Vừa ý chưa hỡi người đẹp của lòng anh? Em đừng có buồn, đừng lo sợ làm chi nữa. Từ nay có gì quan anh sẽ kề cận để giúp cho nàng những lúc nguy nan. Chuyện của em tuy chưa có tỏ rõ, thấy em cô đơn giá bụa mà quan anh nghĩ thương tình này. Từ nay hãy lui tới để hầu cho quan nha, thì không có ai mà còn du quan giá giả nữa. Chị đâu hơn quán về nha hến.